Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị thường kỳ tháng 8 năm 2021 giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Thường trực Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đến nay thành phố đã tiêm 138.294 lượt người, trong đó 119.259 người tiêm mũi 1 và 19.037 người tiêm mũi 2, đạt 81,8% so với số liều vaccine được tiếp nhận. Thành phố cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi COVID-19, đồng thời hỗ trợ thực hiện giãn cách theo quyết định 2788 nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân. Thành phố cũng đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án về tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo đủ phòng học theo lộ trình, ưu tiên bố trí phòng học để 100% học sinh lớp 1, lớp 2 được học 2 buổi trên một ngày. Một số dự án trọng điểm về giao thông được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tại cuộc họp, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện giải tỏa đền bù của các dự án đầu tư, việc thực hiện đầu tư công, công tác phòng chống dịch và các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng đề nghị thành phố có ý kiến chỉ đạo các quận huyện có sự nhất quán và rõ ràng trong việc trả lời cho người dân hiểu đúng về chế độ hỗ trợ 500.000 đồng trên một hộ theo công văn 5433 của Ủy ban Nhân dân thành phố, tổ chức nhiều điểm tiêm vaccine và bố trí điểm tiêm phù hợp tạo thuận lợi cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng thời giải trình thêm nội dung Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quan tâm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ và biểu dương những cố gắng của thành phố trong phòng chống COVID-19 và đã kiểm soát được tình hình. Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch, tập trung xử lý dứt điểm những kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, giải quyết những kiến nghị của cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiêm vaccine cho người dân biết và chia sẻ tổ chức điểm tiêm phù hợp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý cần tuyên truyền, giải thích rộng rãi các chính sách ban hành để mọi người cùng biết, triển khai các chính sách hỗ trợ do Trung ương ban hành, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo ngành giáo dục tập trung rà soát, tiêm chủng cho lực lượng giáo viên, tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, các khu tái định cư.